các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài tập tiếp theo, đó chính là chèn chữ ký của chúng ta lên hình. Thì đôi khi chúng ta cần đưa chữ ký của chúng ta lên một cái profile hoặc là một cái đơn xin việc hoặc là một cái hồ sơ nào đó mà cần chữ ký ngoài đời chúng ta để đưa lên. Thì cái bài tập của chúng ta là đưa chữ ký lên cái bức ảnh. Thì cái thao tác bài tập của chúng ta như sau. Thì chúng ta sẽ bật Photoshop lên. Thì chúng ta tìm một bức ảnh nào đó. Thì cái bài tập của chúng ta là tương tự như thế này. Chúng ta sẽ đưa chữ ký lên. Thì đầu tiên các bạn sẽ dùng một tờ giấy. Chúng ta sẽ ký chữ ký chúng ta lên tờ giấy đó. Đơn giản, chuyện nhỏ như là con thỏ. Chúng ta sẽ ký vào tờ giấy A4 trắng, dùng ngang mực đen chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ ký lên tờ giấy đó. Sau đó chúng ta sẽ dùng một cái điện thoại iPhone 6, iPhone 7 hoặc iPhone 8 gì đó, chúng ta sẽ chụp cái tờ giấy A4 của chúng ta lại. Thì điện thoại càng tốt thì cái chất lượng ảnh nó càng tốt thôi. Thì sau đó chúng ta sẽ chép ra máy và chúng ta sẽ mở lên Photoshop. Thì đây là cái bài tập demo, chúng ta sẽ ký được chữ ký như thế này. Chúng ta sẽ cắt bớt những phần dư đi. Chúng ta sẽ chọn email auto contract để cho nó lấy nét chữ của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ dùng Magic Wand Tool Control cộng Magic Wand Tool, chúng ta sẽ click vào những vùng màu xanh. Ở đây chữ ký của tôi là màu xanh, chúng ta sẽ click vào vùng chữ màu xanh. Nếu bạn màu đen thì chúng ta sẽ click vào vùng màu đen. Sau đó chúng ta select similar để chi, để nó lấy hết tất cả những cái màu mà liên quan. Ở đây chúng ta màu xanh thì nó sẽ lấy hết những cái vùng màu xanh liên quan, và chúng ta đã vừa lấy được cái vùng chọn chữ ký của chúng ta. Sau đó chúng ta có thể là Ctrl C, Ctrl V, bắt ra ảnh của chúng ta. Chúng ta có thể tạo một cái file mới là chúng ta sẽ chọn Ctrl N, bắt ra chúng ta sẽ chọn là Transparent. Chúng ta có thể chọn V, bắt chữ ký chúng ta ra. Chúng ta sẽ Ctrl U, Saturation chúng ta sẽ giảm xuống lại âm 100 để chúng ta lấy được cái màu đen. Lightness chúng ta có thể hiệu chỉnh chữ màu đen, và chúng ta sẽ lưu thành file BNG để chúng ta lấy được cái nền trong suốt để chèn vào những cái profile, những cái đơn xin việc hoặc là những cái lý lịch trích ngang chúng ta bằng chữ ký thật. Đó, rất là đơn giản. Thì bây giờ cái hình này chúng ta đã được vừa đưa được cái chữ ký chúng ta vào cái hình, thì chúng ta thấy cái phần ô giống như bước này chúng ta làm. Saturation nó sẽ giảm xuống. Khi chúng ta sẽ cho Lightness là màu trắng chẳng hạn. Và nó không rất là đơn giản. Vừa rồi thì mình vừa hướng dẫn các bạn là cách đưa chữ ký lên hình. Thì các bạn có thể ứng dụng ngay, lấy giấy ra ký tên và chúng ta sẽ làm mau để là kẻo là quên. Chúng ta hãy làm liền bài tập này nhé các bạn, và chúc các bạn thành công.